Bonjour, chào mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Vừa rồi vắng bóng cũng khá lâu là do ở bên Pháp á, có lễ Noel nè, với lại Tết Tây, bạn bè mời cũng khá nhiều. Nói chung là bận ăn chơi nên không có thời gian quay clip, mong quý vị thông cảm. Hôm nay ra xin phép chia sẻ một món bánh truyền thống của Pháp tên là La Galette des Rois. Món bánh này có nguồn gốc rất là lâu đời từ một tập tục của những người ở bên đạo. Vào dịp lễ L'Epiphanie, tức là ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 1, những người ở bên đạo họ thường ăn món bánh La Galette des Rois để chọn ra một vị thánh mới, và lâu dần tập tục này trở nên quen thuộc đối với người Pháp. Và người Pháp họ rất là thích món bánh này bởi vì rất là ngon và rất là nhiều năng lượng. Bởi vì tháng 1 trời mùa đông rất là lạnh, khi mình ăn món bánh này thì có tác dụng chống lạnh. Và họ ăn suốt luôn trong khoảng thời gian tháng 1 trong những bữa ăn của gia đình hoặc là những bữa tiệc như là một món bánh tráng miệng. Và bây giờ mời mọi người cùng thực hiện món bánh La Galette des Rois với Trang nha. Để làm bánh La Galette des Rois, mình cần chuẩn bị nè, một cái nĩa để tí nữa mình ghép bánh và tạo hình cho đẹp, một con dao với lại một cây cán bột và một cái hình bằng gốm sứ, thì hình nào cũng được, tí nữa mình giấu ở bên trong cái bánh á. Thì người nào mà phần bánh có hình bằng gốm á, thì trở thành vua hoặc là nữ hoàng của buổi tiệc. Hai trái trứng, 80 gram đường mía, nó ngọt hơn so với lại đường bình thường. Nếu mà các anh chị sử dụng đường trắng á, thì là 100 gram nha. 80 gram bơ mặn, Trang sử dụng bơ mặn, nếu như mà các anh chị sử dụng bơ thường thì cũng được, thì tí nữa mình làm bánh mình dặm thêm một tí xíu muối. Và 125 gram hạnh nhân xay nhuyễn và hai cái vỏ bánh tách lớp, bên này người ta gọi là pate. Vỏ bánh này được làm bằng bơ rất là nhiều nên khi ăn nó tách rất là nhiều lớp, rất là ngon. Và một ly nước. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu làm tan chảy bơ. Trước tiên mình cắt bơ thành những cái viên nhỏ, sau đó mình bỏ vô trong micro-ondes khoảng 20 giây. Không có cần phải tan chảy hết đâu nha mọi người, vì nếu mà tan chảy hết tí nữa mình làm nhân bánh chảy quá thì khó mà khép miệng bánh lắm. Rồi, cắt như vậy là được rồi. Cắt như vậy là được rồi, không cần phải tan hết. Bây giờ Trang cho hết nguyên gói hạt nhân xay nhuyễn vào trong một cái tô đó. Rồi sau đó mình đập trứng gà vào. Mình chừa lại một nửa lòng đỏ trứng gà như thế này nè, để tí nữa mình quét trên bề mặt bánh đó, cho nó đẹp. Rồi bây giờ Kim bỏ bơ vô đi con. Ok. Bảo Kim đang làm bánh La Galette des Rois. Mới đi học đánh đàn piano về là thấy mẹ làm bánh, lao vô giành làm. Kim khuấy cho nó đều nha con. Đúng rồi, còn cái lòng đỏ kìa. Đúng rồi. À quên, Kim bỏ đường vô. Bỏ hết đường vô luôn. Bỏ hết vô luôn. Rồi, Kim trộn đều đi. Còn mạnh tay lên. Nói bao nhiêu lần rồi, làm việc cái mép tay áo lên. Đúng rồi. Máy trộn bột Bảo Kim trộn đột đều tay nha. Mình cứ khuấy đều cho tới khi nào mà đường với lại bơ với trứng hòa quyện với nhau là được. Thời gian chuẩn bị cho tới khi mà bánh hoàn tất là khoảng 40 phút. Kim lấy kéo cắt vỏ bánh ra đi con. Cắt đàng hoàng ha, coi chừng trúng cái vỏ bánh là khỏi làm luôn. Trời ơi, không biết cắt nữa. Vậy mà đòi làm bánh. Rồi cắt cái vỏ bánh thứ hai đi. Lấy ra cho mọi người xem. Đó, đây là vỏ bánh tách lớp thơm mùi bơ ha. Trái này dễ thương quá.
Con gì? Cái này con dạ. Con này không phải cái này. Bây giờ mình trải vỏ bánh ra và mình cán vỏ bánh để cho nó bớt dày á. Khi mà mình cán mỏng như thế này, cái vỏ bánh á, càng mỏng ăn càng ngon, đỡ có bột và đỡ bị ngán nữa. Ở đây Trang làm cái bánh cho khoảng 8 người ăn, cho nên Trang làm nó nhỏ lại. Nếu như mà mình làm cho 10 hoặc 12 người ăn thì mình không cần phải cắt bỏ bớt vỏ bánh, thì mình tăng cái lượng hạt nhân, trứng và đường lên. Đó, mình để cái dĩa lên, rồi mình cắt cái bánh cho nó tròn, cho nó đẹp. À, cái này mình không có dục nha, lát nữa mình giữ lại để mình có thể làm được một cái bánh nhỏ nữa. Wow. À, đây là được một cái lớp bánh. Tương tự mình làm với lại vỏ bánh còn lại cũng như vậy. Bảo Kim đang làm bánh gì vậy con? Bánh galette đều quá. Làm cẩn thận ha, coi chừng hư bánh hả? Dạ. Bảo vô chính giữa. Chị mẹ Omelia quất ra giống mẹ hồi nãy hả? Dạ. Xếp bạc ra. Rồi Kim bỏ con gà vô đi con. Trời ơi, mùa này là mùa hái ra tiền của gia sĩ nè. Ăn cái bánh này mà không cẩn thận là gãy răng như chơi. Cho nên mỗi lần ăn bánh này là trước khi ăn là phải lựa trong cái nhân coi có cái gì cứng cứng không thì lấy ra, không là gãy răng. Đúng rồi, Kim thấm nước xung quanh như vậy á, để tí nữa gắp mép cho nó dễ ha. Lát nữa mình phát đều cái nhân ra. Các bạn nhớ chừa khoảng 3cm để mình gấp mép nha. Và bây giờ đắp lớp vỏ bánh thứ hai lên. Mình đắp từ từ nhẹ sao cho nó cân bằng á. Rồi mình gỡ nhẹ cái miếng giấy này ra. Vì là vỏ bánh nó mới á, cho nên nó hơi dính đó mọi người. Đó, mình lột nhẹ cái này như thế này. Rồi. Bây giờ mình gấp mép ha, mình ấn như vậy càng mạnh càng tốt, ấn thật chặt để cho hai cái mép vỏ bánh nó kết dính lại với nhau. Các bạn nhớ ấn mạnh tay và thật kỹ nha. Lúc mà mình nướng nó sẽ nở phồng rất là to và nó sẽ bị bể nếu như mà mình khép mép không kỹ. Rồi nhân nó sẽ trào ra bên ngoài thì cái bánh nó không có được đẹp. Sau khi mình ấn mép viền vỏ bánh xong rồi á, thì mình lấy cái đĩa mình nhúng một ít nước, mình ịnh như thế này nè để tạo viền bánh cho tới khi nào hết cái viền bánh thì thôi. Đó, mình cứ ịnh như thế. Bảo là gì là xong rồi. Sau đó mình lấy một con dao nhỏ, mình khứa nhẹ ở trên bề mặt bánh như thế này. Mình trang trí theo như mình thích. Các anh chị muốn trang trí theo kiểu nào cũng được, dạng caro hoặc là vẽ hoa, vẽ lá gì cũng được. Trang trang trí đơn giản thôi, trang kẻ hình caro. Đó, mình cứ khứa nhẹ như thế này. Lòng đỏ, trứng gà hồi nãy mình chừa lại á, mình cho vài giọt nước vô đây, ít thôi. Rồi sau đó mình đánh đều ra để cho nó loãng bớt á, trứng gà đó. Mình quét lên tí nữa nó sẽ có màu vàng rất là đẹp. Nếu như mà trứng gà đặc quá thì khi mà mình quét lên bề mặt á, mình nướng á, nó dễ bị đen lắm. Tới khi nào mà trứng gà nó đều như vậy rồi á thì mình quét lên trên mặt. Mình quét nhẹ sơ sơ như thế này là được rồi. Lúc này mình bật lò nướng lên trước khoảng 5-10 phút để cho lò thật nóng. Do cái bánh này trong nướng nó phồng rất là to, vì vậy mình cần phải chọc cho nó vài mấy cái lỗ để cho nó thoát hơi khí ra đó. Nếu không là bánh nó sẽ bị bể. Ở đây đang cho nó 5 lỗ. Như vậy là xong rồi. Mình bỏ vô trong lò nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 25 phút. Sau 20 phút sau là có bánh ăn rồi. Tan tan tan, bánh mới ra lò nóng hổi, vừa thổi vừa ăn đây cả nhà ơi. Vàng đẹp luôn. Đây là vỏ bánh tách lớp, rất là nhiều lớp luôn. Thơm mùi bơ quá. Theo như tục lệ thì đứa nhỏ nhất trong buổi tiệc sẽ chung xuống dưới gầm bàn và chỉ định
phân chia bánh cho từng người theo như nó muốn. Mẫu bánh của người nào? Cái sao không con? Mẫu bánh của người nào có hình bằng sứ là người đó sẽ trở thành chủ nhân của buổi tiệc và sẽ mang lại may mắn cho người đó trong năm mới. Rồi mẹ cắt bánh ha. Dạ. Mẹ cắt ha, cái này cho ai? Cho mẹ. Cho mẹ, ok. Bánh xốp dễ sợ luôn. Cái này của mẹ. Rồi, phần tiếp là của ai? Của ba. Của ba hả? Bánh xốp dẻo ngon. Đây, của ba. Đây là của Bảo Kim. Quá là. Trời ơi, bữa nay đi học đi cụm đầu vô đâu mà u nguyên cụm. Đó. Không? Không hả? À, à, bố. À, Kim có con gà hả? Con gãy răng chưa? Xích gãy răng hả? Trời ơi, đi học gì tay dính mực tùm lum mà kìa còn. À, Bảo Kim có con gà. Bảo Kim làm công chúa. Công chúa Bảo Kim, chúc mừng công chúa Bảo Kim. Trang xin phép khép lại video clip tại đây. Mến chúc quý vị một năm mới thật nhiều hạnh phúc, luôn vui vẻ và vạn sự như ý. Hẹn gặp lại trong video clip lần sau.